Trong điều kiện thời tiết từ đầu vụ sản xuất có những diễn biến, thường thời gian giữa hai vụ sản xuất ngắn, vì vậy, việc vệ sinh đồng ruộng trước khi vào gieo cấy lúa xuân không có điều kiện tiến hành triệt để là điều kiện để các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Hiện nay các trà lúa xuân sớm trên địa bàn tỉnh đã thấp thò chỗ, trà xuân muộn đang trong giai đoạn làm đồng già. Đây là giai đoạn cây lúa mẫn cảm với các loại sâu bệnh. Qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy, hiện đã có một số đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá, sâu đục thân, giấy nâu, khô vằn, bạc lá, vàng lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại. Đặc biệt trong giai đoạn này, nguy hiểm nhất là các đối tượng giấy nâu, giấy lưng trắng có khả năng sinh sản nhanh và bùng phát gây cháy rầy trên diện rộng. Để hay phòng trừ cái cháy rầy cuối vụ thì lúc lúa bắt đầu đồng già mà thấp thoi chỗ thì chúng tôi hay dùng thuốc chết để phòng trừ, mà cái đấy nó là thuốc lưu dẫn nên ra cũng không bao giờ bị rầy cám nó phát sinh, mà an toàn đến tận lúc gặt là cũng không lo bị cháy rầy. Để phòng trừ rầy nâu đạt hiệu quả cao, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Viên, giảng viên Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam khuyến cáo với bà con một số biện pháp phòng trừ. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là điều kiện nắng, nóng ẩm, xen kẽ có mưa, thì đây là điều kiện rất thuận lợi để cho rầy tích lũy về mặt số lượng. Vì thế bà con cần chú ý thăm đồng, rồi điều tra phát hiện và xử lý rầy một cách kịp thời. Việc cắt lứa rầy là một biện pháp rất thông minh đối với lại người trồng lúa. Đó là khi bà con phát hiện thấy trên ruộng nhà mình có rầy mật độ khoảng từ 10, 15 hoặc 20 con rầy trên một khóm lúa, thì bà con có thể sử dụng thuốc chét để chúng ta phun. Thuốc chét là một loại thuốc lưu dẫn. Khi chúng ta phun thuốc thì thuốc sẽ xâm nhập vào lá và lưu dẫn vào khắp toàn bộ cơ thể của cây lúa. Do đó chúng ta không cần phải rẽ lúa như các thuốc tiếp xúc khác. Mặt khác, thuốc chét nội hấp vào trong cây, tồn tại ở trong lá lúa, trong bẹ của cây lúa trong một thời gian dài, cho vậy có tác dụng diệt rầy non, rầy trưởng thành trong một thời gian dài, tức là hiệu lực của thuốc kéo dài và chắc chắn sẽ hạn chế, sẽ cắt được lứa rầy và không gây ra hiện tượng cháy rầy khi giai đoạn lúa đã chỗ. Cây lúa trong giai đoạn làm đồng già đến chỗ bông, thân và lá lúa phát triển rậm rạp, các đối tượng sâu bệnh có điều kiện khu trú dưới gốc và thân lá lúa rất khó phòng trừ. Vì vậy, ở giai đoạn này, bà con cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng, điều tiết nước hợp lý, phát hiện phòng trừ sâu bệnh khi đến ngưỡng, không để lây lan gây hại trên diện rộng. Ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra theo dõi sát sao diễn biến tình hình sâu bệnh, có dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất. Tổ chức tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho nông dân, bảo đảm an toàn sản xuất bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu.